chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm vở bài tập toán lớp 1, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bài 2, các số 6, 7, 8, 9, 10, tiết 2, trang 12. Chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập 1 yêu cầu như sau: viết số thích hợp vào ô trống. Các em hãy quan sát và đếm số lượng của từng hình, sau đó viết số vào ô trống bên cạnh phía dưới. Nhiệm vụ của các em phải đếm từng bức tranh. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta thực hiện đếm và điền số vào ô trống nhé. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Bức tranh thứ nhất, chúng mình cùng nhau đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tất cả là 6. Chúng mình điền số 6 vào ô trống. Tiếp theo, chúng mình đếm số lượng ở bức tranh thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 hình vuông, chúng mình điền số 7 vào ô trống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả 10 hình trái tim, chúng mình điền số 10 vào ô trống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả là 9, chúng mình điền số 9 vào ô trống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả là 8 hình trái tim, chúng mình điền số 8 vào ô trống. Chúng mình cùng nhau đọc lại các số này nhé. 6, 7, 10, 9, 8. Tiếp tục, cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2. Bài tập 2 yêu cầu như sau: viết số thích hợp vào ô trống. Ở đây là hình con rắn, bắt đầu từ số 0, số 1. Liền sau số 1 là số 2. Liền sau số 2 là số 3. Liền sau số 3 là số 4. Liền sau số 4 là số 5. Và liền sau số 5 là số 6. Liền sau số 6 là số 7. Số 8. Liền sau số 8 là số 9. Như vậy chúng mình đã được dãy số từ 0 đến 10. Chúng mình cùng nhau đọc lại dãy số này nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục là đoàn tàu. Có các toa tàu 6, 7 và liền sau số 7 đó là số 8, số 9 và liền sau số 9 đó là số 10. Chúng mình cùng nhau đọc lại. 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp tục chúng mình quan sát. Số 0, liền sau số 0 là số 1, số 2, số 3 và tiếp theo liền sau số 3 là số 4. Liền sau số 4 là số 5. Liền sau số 5 là số 6. Liền sau số 6 là số 7. Số 8 và liền sau số 8 là số 9 và cuối cùng đó là số 10. Như vậy chúng mình đã viết được số thích hợp vào ô trống. Vậy cho cô biết trong các số từ 0 đến 10 thì số nào là số bé nhất? Trong các số từ 0 đến 10 thì số 0 là số bé nhất. Vậy trong các số từ 0 đến 10, số nào là số lớn nhất? Các số từ 0 đến 10 thì số 10 là số lớn nhất. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3. Chó con tìm đường về nhà bằng cách đi qua các số theo thứ tự từ 0 đến 10. Các em hãy quan sát, đây là chú chó con. Và đây là hình ảnh ngôi nhà của chú chó con. Vậy làm thế nào để chú đi qua để về được đến nhà của mình? Vậy chú đã đi bằng cách đi theo các thứ tự số từ 0 đến 10. Vậy ở đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy đến đây chú đã tìm được nhà của mình rồi đấy. Tương tự như vậy chúng mình tìm nhà cho chú gà con bằng cách giống như chó con. Hãy giúp gà con tìm nhà
tìm đường về nhà. Cũng từ số 0 đến số 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy đến đây là chú già và con đã tìm được đường về nhà của mình rồi đấy. Vậy chúng mình đã biết cách tìm đường về nhà cho chú gà con dựa vào dãy số từ 0 đến 10. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem.